Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hĩnh, trúng số bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Biết được mệnh trời, nổ lộc trúng lớn, trả sạch nợ nần, còng lưng gánh không hết của, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tuất sinh 1970 thân mến, tất cả chúng ta, bất kể là ai đi chăng nữa, cũng mong mình và người thân sẽ được số mệnh hậu ái, giàu sang, hạnh phúc và an bình là ba thứ mà ai cũng truy cầu theo đuổi trong cuộc đời này. Thế nhưng tạo hóa sinh ra lại hay thử thách con người, mỗi người sinh ra đều được xếp vào một cung mệnh khác nhau, ngày, tháng, năm sinh khác nhau, sao hạn khác nhau, nên ba từ vận mệnh cũng sẽ khác nhau. Khi thời vận không thông thì mọi mong cầu đều như muối bỏ bể. Theo luận giải tử vi số mệnh cuộc đời thì trong số 12 con giáp bản mệnh tuổi Canh Tuất sinh 1970 chính là con giáp có vận số biến động khôn lường, ứng với hai chữ số kiếp. Nếu xét theo vận trình cả đời thì vận mệnh của tuổi này vào thời trẻ rối như tơ giò, sự nghiệp sắp về đích thì bị tắc nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe bất ổn, gia đạo cũng nhiều điềm báo xấu. Nhưng thầy tử vi cũng dự báo vận trình của bản mệnh có những điểm sáng bất ngờ do được thần Phật phù trợ. Tuổi Canh Tuất là con người lương thiện, nhân hậu, sống tích phúc, tích đức, giờ là lúc được hưởng thành quả. Đặc biệt là trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 tới đây, vận trình của bản mệnh sẽ như cá gặp nước, phất lên như vũ bão, tiền bạc ùn ùn kéo về, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, tiền vàng nhét nước két. Đặc biệt nếu bản mệnh tránh được ba điều cấm kỵ này thì cuộc sống sẽ an nhàn, sung sướng từ nay đến cuối đời. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của bản mệnh tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 sẽ diễn ra như thế nào? Cơ may nào sẽ đến với bản mệnh trong thời gian tới? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Tuổi Canh Tuất sinh 1970, cầm tinh con chó, đứng thứ 11 trong số 12 con giáp. Trời sinh người tuổi Canh Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, Canh Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Người tuổi Canh Tuất là những người thích cho đi. Họ yêu thương quan tâm tới mọi người bằng sự chân thành. Họ thường trở thành nguồn khích lệ tinh thần của người thân, bạn bè khi hợp tác làm ăn, cho dù là kinh doanh hay làm nghệ thuật. Họ không bao giờ theo đuổi danh tiếng và tiền bạc đến mức quên mọi thứ khác. Họ cần một mối quan hệ tốt đẹp và đôi bên cùng thắng. Với sự nhạy cảm sẵn có, Canh Tuất thường áp dụng chúng cho việc sáng tạo. Trong các lĩnh vực phát huy được khả năng sáng tạo của mình, họ sẽ luôn tỏ ra là nhân viên xuất sắc, thậm chí sẽ là người chủ tuyệt vời, chỉ với một điều kiện duy nhất là họ phải có hứng thú với ngành nghề đó. Việc bồi dưỡng để có năng lực tổ chức sẽ ngốn rất nhiều thời gian cũng như sức lực của họ. Người Canh Tuất có thể làm rất tốt công việc thủ quỹ trong ngân hàng hoặc trong các cửa hàng. Tuy nhiên, vì không thích những công việc đơn điệu, nhàm chán, nên họ sẽ không thấy thoải mái, hài lòng khi làm những việc kể trên. Nếu ai đó thuê một nhân viên là người tuổi Canh Tuất thì người này sẽ không phải lo lắng đến chuyện nhân viên của mình đi muộn về sớm, quên ghi nhật ký bán hàng hay những vấn đề tương tự khác.
họ ý thức được tầm quan trọng của đồng tiền, nên sẽ hết sức thận trọng trong việc quản lý tiền bạc, hạn chế đến mức tối đa các khoản chi tiêu không cần thiết. Canh Tuất còn có khả năng chỉ huy việc xây dựng những công trình lớn, hoặc có thể trở thành những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ sẽ thử sức mình trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, như buôn bán đồ cổ, hàng thủ công mỹ nghệ, làm đại diện, hoặc tổ chức các triển lãm nghệ thuật. Họ có khá nhiều hứng thú với việc kinh doanh, như nghề trang trí nội thất, mới thật sự giúp họ phát huy được hết những sở trường của mình. Canh Tuất thường có tình cảm rất phong phú và khá nhạy cảm. Họ cũng hiểu biết nhiều về tình yêu và có thể xem là bậc thầy trong lĩnh vực này. Họ yêu người bạn đời của mình và sẽ cố gắng hết sức để xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Họ thích cuộc sống gia đình và luôn tìm được trong đó cảm giác an toàn. Nếu mất đi cảm giác này, họ sẽ cảm thấy lo lắng, bất an. Họ cũng theo đuổi tình yêu chân thành một cách nồng nhiệt, và nếu không thể có được điều đó thì sẽ cảm thấy rất bức rứt, khó chịu. Theo luận đoán tử vi trọn đời 12 con giáp, nhìn chung cuộc đời tuổi Canh Tuất là tốt, an nhàn sung túc, về già hưởng nhiều lộc, con cháu được phước đức từ tổ tiên. Nữ mệnh tuổi Canh Tuất là người rất nhiệt tình trong giao tiếp, họ có dung mạo xinh đẹp. Phụ nữ Canh Tuất trưởng thành thường có khả năng tư duy rất tốt, thích đẹp nhưng ăn mặc lại rất chất phác, thích mặc những loại quần áo rộng bằng các chất liệu mềm, thoáng. Khi họ tức giận thì đứng ngồi không yên. Phần lớn phụ nữ Canh Tuất rất biết quan tâm chăm sóc người khác, vui vẻ, hợp tác cùng mọi người và có thể hay đứng ra làm chứng những việc mà không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân họ. Họ là những cô gái thích nhảy múa, bơi lội hay những hoạt động ngoài trời. Họ là người bạn gái, con gái tốt của chồng. Nguyên nhân chủ yếu để họ làm được điều đó là không can thiệp thái quá vào công việc của người khác, nhưng lại vui vẻ lắng nghe người khác trình bày quan điểm. Phụ nữ Canh Tuất khi đối xử với người khác, họ thể hiện đức tính, luôn hòa hợp, vui vẻ, nhẹ nhàng, tiếp cận và hòa đồng trong tình hữu nghị của mọi người. Khi bạn tiếp xúc với phụ nữ Canh Tuất, có thể đến thăm nhà của họ, cùng họ uống trà, nói chuyện, và ngược lại có thể mời họ đến nhà bạn chơi. Trong các quan hệ bình thường, có thể dần dần hiểu nhau, vui vẻ, cùng nhau kết bạn chân thành. Bạn phải nhớ rằng, ở đâu đó trong tiềm thức những người Canh Tuất luôn tiềm ẩn tính cảnh giác. Vì thế, trong mối quan hệ, bạn tuyệt đối không được hấp tấp, vội vàng. Phương thức tốt nhất là tuân thủ từng bước, dần dần đẩy sâu mối quan hệ. Khi bạn đã có được niềm tin của cô gái tuổi Canh Tuất, sẽ trở thành người bạn tri âm, tri kỷ, dù sau đó bạn có thể gặp bất cứ hoàn cảnh nào, phá sản hay phát tài, thì họ cũng không bao giờ quay lưng thay đổi tình bạn. Rất ít phụ nữ ở các tuổi khác có thể bị được tính chân thành trung thực với các cô gái tuổi Canh Tuất. Nữ mệnh tuổi Canh Tuất số mệnh khổ trước sướng sau. Từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, về già cuộc sống được cải thiện lên rất nhiều, có vận may về con cái, sống hạnh phúc, an nhàn bên gia đình và người thân. Tổng kết, nữ tuổi Canh Tuất cả cuộc đời tuy phải chịu nhiều vất vả, khổ cực, thế nhưng về già sẽ được đền bù xứng đáng, cuộc sống vô lo, vô nghĩ, hạnh phúc bên con cháu. Nam mệnh tuổi Canh Tuất là những người có khí phách sung mãn, khi lâm vào những hoàn cảnh bất khả kháng, họ cũng rất khéo thông qua ý kiến của mình để tác động đến người khác. Bởi vì họ làm việc rất nghiêm túc, những việc được người khác giao phó, chỉ cần nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khuyết điểm của người này là kém sức nhẫn nại. Về phương diện tình cảm, người tuổi Canh Tuất có thể thả mình trong những mối quan hệ nồng nhiệt. Họ có thể trầm mặc âm thầm yêu thương người mình thương yêu và luôn quan tâm chăm sóc ở những phương diện khác. Đặc biệt họ rất khó tin tưởng người khác, nhưng khi đã tin tưởng rồi thì họ không bao giờ tiết giảm niềm tin đó. Niềm tin đó đối với bạn bè, họ thể hiện ở chỗ nếu bạn vô tình xúc phạm đến những người bạn của họ, thì bạn sẽ lập tức được chứng kiến phản ứng của họ. Những người Canh Tuất sinh về đêm thường nóng tính hơn những người sinh ban ngày. Họ thường dễ sinh xung đột với người khác. Tuổi Canh Tuất dù sinh vào bất cứ mùa sinh nào cũng thường được thuận lợi trong cuộc sống, cả đời không mấy khi phải rơi vào hoàn cảnh đói ăn, thiếu mặc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Tuất sinh 1970. Về phương diện tình cảm gia đình, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 là thời điểm đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tình cảm. Tình cảm của bản mệnh tiến triển một cách hài hòa, và đặc biệt
Canh Tuất luôn được người thân quan tâm và thấu hiểu. Chính điều này đã tiếp thêm động lực và sức mạnh để Canh Tuất đối mặt với những khó khăn và cố gắng tiến về phía trước. Về phương diện sức khỏe, đặc biệt trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, sức khỏe của Canh Tuất có dấu hiệu suy giảm, chủ yếu là do phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Hãy cố gắng duy trì nếp sống điều độ, khám chữa bệnh khi cần thiết và tâm sự với người đáng tin cậy để cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, Canh Tuất cũng cần phải đi lại cẩn thận để phòng họa huyết quang trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Có thể là khoảng thời gian nhiều thử thách và áp lực cho những người tuổi Canh Tuất. Các Canh Tuất cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn, biến động và cả những bất trắc nữa. Trong thời điểm này, mọi việc mà Canh Tuất muốn đạt được đều phải đổ mồ hôi công sức gấp nhiều lần so với năm cũ. Cảm giác kiếm tiền chật vật có thể khiến Canh Tuất nản lòng, nhưng đừng từ bỏ nhé. Hãy nhớ rằng chỉ cần kiên trì thì vẫn sẽ vượt qua được những trở ngại này. Về công việc, Canh Tuất có thể gặp nhiều trục trặc và thách thức trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Các mối quan hệ xã giao của Canh Tuất cũng có thể gặp vấn đề do tiểu nhân quấy phá. Nếu có cơ hội thăng tiến thì cũng không rõ ràng, Canh Tuất sẽ phải rất cố gắng mới có thể đạt được. Về tài chính, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 có thể mang đến những thách thức, đặc biệt là đối với người làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, không nên quá lo lắng, hãy cố gắng hết mình và mọi chuyện sẽ ổn định, vận trình sẽ cải thiện hơn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong từng tháng âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 âm lịch. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này người tuổi Canh Tuất càng cố gắng bao nhiêu thì càng gặt hái được thành công rực rỡ bấy nhiêu. Quan đới và dịch mã sẽ đem tới không ít thử thách cũng như rất nhiều cơ hội cho bản mệnh. Nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, thận trọng và có trách nhiệm cao, bạn được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ khó khăn, thậm chí là hơi nặng nhọc một chút. Để hoàn thành được nhiệm vụ, có thể bạn sẽ thấy hơi vất vả một chút đấy, song hãy coi đây là cơ hội thử thách và chứng minh năng lực của bản thân. Hãy để tiềm năng của mình được phát huy, có thể chính con giáp này cũng sẽ thấy ngạc nhiên về những gì mình làm được. Với người có chức, có quyền, bạn thể hiện được cái uy của mình trong công việc, khiến nhiều người nể phục và tuân theo. Bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể giúp tập thể vượt qua nhiều khó khăn. Dù là người giữ vị trí nào đi nữa, bạn cũng hãy sắp xếp thời gian để học hỏi thêm những điều mới mẻ và nói theo những cái tốt của mọi người xung quanh. Quá trình tìm tòi, học hỏi sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân, nhận ra đâu là nguy cơ cần phải tránh và đâu là cơ hội phải nắm bắt ngay. Hãy hành xử một cách khiêm tốn, dù đã gặt hái thành công, như vậy bản mệnh sẽ gây được thiện cảm với quý nhân, được đối phương giúp đỡ trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 11 âm lịch. Vận trình tài lộc của tuổi Canh Tuất trong tháng 11 âm lịch này nhìn chung khá hanh thông thuận lợi. Bạn không ngừng cố gắng vì sự nghiệp, không ngại bỏ công bỏ sức của mình ra thì thu tiền về đầy túi là chuyện đương nhiên. Quan đới cho thấy những người làm công ăn lương dễ nhận được tiền hoa hồng, thưởng nóng do những thành tích cao trong công việc. Thậm chí có một vài người được cấp trên cân nhắc tăng lương với người làm ăn kinh doanh. Dưới ảnh hưởng của dịch mã, có thể con giáp này sẽ phải hơi vất vả, chạy đôn, chạy đáo một chút. Song nhờ vậy mà bạn quen biết được thêm với nhiều đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nếu có ý định mở rộng thêm quy mô làm ăn kinh doanh thì bản mệnh có thể xem xét tiến hành luôn. Vào thời điểm này, đừng ngại thử sức mình ở những lĩnh vực mới mẻ, bởi bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng nhờ tầm nhìn xa trông rộng của mình. Dù là người làm ở lĩnh vực gì đi nữa, tuổi Canh Tuất cũng hãy mở rộng tư duy của mình, không nên giữ mãi những suy nghĩ chủ quan. Khi gặp phải khó khăn, đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước, bạn sẽ tìm ra hướng khắc phục nhanh chóng hơn, thậm chí có hướng đi mới giúp tiền đổ về đầy túi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, thiên nguyệt hung tinh đem tới tác động không tốt cho tình trạng sức khỏe của người tuổi Canh Tuất. Bạn thường xuyên ưu tư,
lo lắng khiến tinh thần rơi vào trạng thái căng thẳng, bất an. Từ đó sức khỏe thể chất cũng có dấu hiệu suy giảm. Bạn cần tìm được nguồn cơn những lo lắng của mình, như vậy mới có hướng giải quyết tận gốc. Đừng ngại tâm sự với bạn bè người thân của mình, bởi họ có thể giúp bản mệnh vượt qua tình trạng trên. Thêm vào đó, công việc vất vả cũng sẽ khiến cho con giáp này không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thư giãn, hãy sắp xếp công việc khoa học để sự nghiệp không chiếm mất quá nhiều thời gian riêng tư, gây căng thẳng mệt mỏi. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Canh Tuất sinh 1970, trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, vận trình tình duyên của tuổi Canh Tuất không thực sự sáng sủa, các mối quan hệ của bạn liên tiếp xảy ra trục trặc, mà một phần cũng là do lối hành xử suy nghĩ của chính bản thân con giáp này. Với người còn độc thân, những suy nghĩ bi quan, tiêu cực là yếu tố ngăn bạn mở lòng với người khác giới. Bạn sợ rằng mình sẽ bị tổn thương, bị lừa dối, nên không dám tin tưởng vào bất cứ ai. Đừng giữ mãi trong lòng những quan điểm phiến diện như vậy. Muốn biết một người có thật lòng với mình hay không, bản mệnh nên nhìn vào hành động của người ấy. Nếu đối phương ở bên bạn, quan tâm chăm sóc cho bạn một cách chân thành, thì bạn nên thử cho người đó một cơ hội. Qua thời gian, những hành động của người ấy sẽ chứng minh cho bạn thấy đó có phải là người đáng tin cậy không. Với người đã có gia đình, bạn nên tránh việc so sánh nửa kia của mình với người này, người khác. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng. Bạn không thể bắt nửa kia trở thành một người hoàn hảo về mọi mặt. Thay vì phóng đại những khuyết điểm của đối phương, bạn nên nhìn vào điểm mạnh của người đó để trân trọng và bao dung hơn cho đối phương. Khi có điều gì khiến bạn không hài lòng, khuyên bạn đừng giấu giếm đi, rồi lại nảy sinh giận hơn bất mãn. Chỉ khi bạn nói ra, người khác mới có thể hiểu và giúp đỡ cho bạn được. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, của tuổi Canh Tuất sinh 1970, trong tháng 12 âm lịch. Con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất sẽ chẳng mấy suôn sẻ trong tháng 12 âm lịch này. Bạn cần chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn, đồng thời kịp thời nhìn nhận các khuyết điểm của bản thân để có thể sửa đổi. Dưới tác động của cục diện tương hình, bạn đang quá kiêu ngạo và có niềm tin mù quáng vào bản thân rằng mọi quyết định mình đưa ra đều chính xác. Chính vì vậy, bản mệnh bỏ ngoài tai lời khuyên của người ngoài và lập tức bắt tay vào những kế hoạch mình đề ra. Tuy nhiên, đến khi thực hiện, bạn mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những lúc vướng mắc hoặc phạm phải sai lầm, con giáp này nên hạ cái tôi của mình xuống để chủ động nhận lỗi. Chỉ khi bạn dám đối diện và thừa nhận lỗi lầm của bản thân, bạn mới có thể sửa đổi để tiến bộ được. Đừng luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc mọi người xung quanh. Nguyệt lệnh lâm mộ cũng khuyên tuổi Canh Tuất nên dành nhiều thời gian hơn nữa để bổ sung kiến thức. Nếu cứ mãi quẩn quanh ở những điều quen thuộc, bạn sẽ dậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Trong lối hành xử hàng ngày, con giáp này cũng cần khiêm tốn, nói năng và hành xử có suy nghĩ hơn. Nếu không dễ làm mất lòng người khác, đến khi thật sự cần đến sự giúp đỡ thì sẽ không còn ai chủ động giương tay ra với bạn nữa. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Canh Tuất sinh 1970, trong tháng 12 âm lịch. Tháng này tình hình tài chính của người tuổi Canh Tuất cũng không đạt được bước tiến đáng kể nào. Có lẽ đã đến lúc bạn đem lại định hướng của mình. Nếu sai sót ở đâu thì nên sửa đổi ngay, đừng để tiền tiếp tục thất thoát. Cục diện tương hình khuyên con giáp này nên cân nhắc kỹ càng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bởi không phải lúc nào nhanh nhẹn cũng là tốt. Vì quyết định mọi vấn đề quá vội vã, nên có thể bạn sẽ không lường trước được những khó khăn mình gặp phải, chưa kịp kiểm chứng kỹ càng thông tin, hoặc chưa lượng được sức mình trong mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Con giáp này nên khiêm tốn và lắng nghe nhiều hơn, đừng lên tiếng chỉ trích người khác khi chưa hiểu tình hình thực tế rõ ràng. Nếu bây giờ bạn phá hoại các mối quan hệ, thì đến khi làm việc lớn, bạn sẽ chẳng còn mối quan hệ để nhờ vả, dựa dẫm hoặc hợp tác. Nguyệt lệnh lâm mộ cũng khuyên tuổi Canh Tuất nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị các yếu tố nhân lực, vật lực cần thiết. Dù muốn thử thách bản thân đến mấy cũng cần phải thận trọng, đừng học đòi theo người khác hoặc theo đuổi những thứ quá xa vời. Nếu không, bản mệnh sẽ chỉ tốn công, tốn sức mà dẫn sôi hỏng bỏng không. Với người làm công ăn lương, con giáp này nên hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được phân công để đảm bảo cho lương thưởng cuối năm của mình, hạn chế phạm sai sót, phải dùng tiền của mình để đền bù thiệt hại. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Canh Tuất sinh 1970, trong tháng 12 âm lịch.
May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Tuất tháng này khá ổn định. Dù áp lực ập tới liên tiếp, có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Thời điểm này, bản mệnh cần giữ thái độ bình tĩnh khi giao tiếp với người khác, hạn chế xô xát vừa gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ, vừa có thể bị thương ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu gặp chuyện khó giải quyết, đừng ngại tâm sự hoặc hỏi ý kiến mọi người xung quanh. Dù cuối năm là thời điểm ai cũng bận rộn, song con giáp này nhớ duy trì lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ, chú ý rèn luyện thể dục thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Canh Tuất sinh 1970, trong tháng 12 âm lịch. Phương diện tình cảm của tuổi Canh Tuất tháng này cũng không có nhiều điểm sáng, có lẽ bạn cần thay đổi thái độ của mình với người còn độc thân thực tế. Thì tháng này bản mệnh được các tinh thái âm chiếu mệnh, nên đường tình duyên vẫn khá sáng, đặc biệt là đối với nữ mệnh, bạn có thể được bạn bè người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Tuy nhiên, có vẻ như con giáp này chưa thật sự muốn dành thời gian cho một ai đó, nên luôn tìm cách từ chối, hãy duyên dáng hơn trong cách hành xử. Đừng khiến những người có thiện chí với mình tổn thương. Hơn nữa, biết đâu nếu mở lòng trò chuyện với người khác, bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều quan điểm, suy nghĩ giống mình. Với người đã có gia đình, bầu không khí gia đình bạn có vẻ không ổn, vì đôi bên suốt ngày tranh cãi nhỏ nhặt. Đã đến lúc hai bạn cần bao dung nhiều hơn cho nhau. Nếu cứ chi li tính toán thì chẳng ai có thể sống thoải mái được. Hãy nghĩ về những gì đã trải qua và hai người đang cùng nhau gây dựng, bạn sẽ cảm thấy trân trọng hơn những gì mình đang có, từ đó có cách cư xử phù hợp hơn với nửa kia. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn, về tuổi Canh Tuất sinh 1970 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Canh Tuất và tuổi Tý, khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh. Tuổi Tý khôn ngoan sắc sảo và thông minh, bên cạnh tuổi Canh Tuất cũng thông minh, thậm chí còn cấp tiến trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy. Cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. Tuổi Canh Tuất và tuổi Sửu, khi là đối tác kinh doanh họ sẽ rất phát đạt. Hai hành tinh này đều có giác quan kinh doanh khá nhạy bén. Tuổi Sửu Tý tuổi Canh Tuất, và ngược lại tuổi Canh Tuất chẳng bao giờ phải lăn tăn về tuổi Sửu. Tuổi Sửu vừa chăm chỉ, vừa cẩn thận ngay từ bước đầu. Còn tuổi Canh Tuất có biệt tài đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. Tuổi Canh Tuất và tuổi Dần, nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Dần và sự trung thành đáng tin cậy của tuổi Canh Tuất. Thỉnh thoảng tuổi Canh Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người. Bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà tuổi Canh Tuất thấy không hài lòng nhất ở tuổi Dần là đôi khi tuổi Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn tuổi Canh Tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. Tuổi Canh Tuất và tuổi Mão, khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của tuổi Mão sẽ khiến tuổi Canh Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, tuổi Canh Tuất có tài kinh doanh, cẩn thận và biết đánh giá trị của lao động, nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. Tuổi Canh Tuất và tuổi Thìn, nếu hai hành tinh này có quan hệ làm ăn với nhau, họ sẽ làm việc hết sức để bảo vệ người kia. Tuy nhiên, điều kiện ở đây là họ phải hiểu được mục tiêu của nhau. Tuổi Canh Tuất làm việc chăm chỉ và biết cách phân bổ thời gian. Hai đức tính này làm tuổi Thìn rất hài lòng. Tuổi Thìn rất may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng tuổi Canh Tuất đôi khi vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm khi làm việc với con giáp này. Tuổi Canh Tuất và tuổi Tỵ, hai tuổi này hết hợp làm ăn cũng sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và liên tục đi lên nếu cùng làm văn với nhau. Cả hai hành tinh này đều giỏi giao tiếp, người tuổi Canh Tuất phân biệt phải trái rất rõ ràng. Bên cạnh tuổi Canh Tuất là tuổi Tỵ rất thông minh. Tuổi Tỵ không chỉ tin vào logic mà còn dựa vào cả trực giác để phán đoán công việc. Bởi vậy, rất ít khi tuổi Tỵ mắc sai lầm trong kinh doanh. Hơn thế nữa, tuổi Tỵ còn rất may mắn với chuyện kiếm tiền. Do đó, chuyện làm ăn của họ liên tục phát triển,
trong đó tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Tuổi Canh Tuất và tuổi Ngọ, nếu là đối tác trong kinh doanh, tuổi Canh Tuất và tuổi Ngọ sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên. Hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất, vì cả tuổi Ngọ và tuổi Canh Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi bạn bè. Hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả. Sự trung thành và cẩn thận vốn có của tuổi Canh Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của tuổi Ngọ. Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Tuổi Canh Tuất và tuổi Mùi, khi là bạn làm ăn kinh doanh, tuổi Canh Tuất và tuổi Mùi có thể hỗ trợ nhau tốt hơn. Với khả năng ngoại giao tốt, tuổi Canh Tuất có thể là người đại diện cho công ty. Trong công việc giao tiếp với khách hàng, tuổi Canh Tuất rất trọng chữ tín. Khi làm một việc gì đó, Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. Tuổi Canh Tuất và tuổi Thân, trong làm ăn kinh doanh, tuổi Thân sẽ giữ vai trò như người đứng đầu. Tuổi Canh Tuất sẽ chỉ đi bên phụ giúp cho tuổi Thân. Tuổi Thân có khả năng thuyết phục khách hàng, và tuổi Canh Tuất sẽ là người tiếp tục duy trì mối quan hệ làm ăn đó. Tuổi Canh Tuất có khả năng đặc biệt trong việc nhìn nhận sự việc và đánh giá con người. Do đó, tuổi Canh Tuất có thể sử dụng khả năng đặc biệt này để trợ giúp cho tuổi Thân tránh được những rủi ro đáng tiếc. Không khí nơi làm việc của hai người rất vui vẻ và sôi nổi. Việc kinh doanh sẽ rất phát đạt nhờ vào sự bạo dạn của tuổi Thân. Tuổi Canh Tuất và tuổi Dậu, có thể nói khi là đối tác kinh doanh, tuổi Canh Tuất và tuổi Dậu kết hợp ăn ý hơn ở các lĩnh vực khác. Cả hai con giáp này đều làm việc chăm chỉ và có kỹ năng kinh doanh. Tuổi Dậu cẩn thận nên rất phù hợp với lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng ít khi tham gia vào các công việc quá mạo hiểm. Tuổi Canh Tuất thì lại là người rất đáng tin cậy, rất đáng để tuổi Dậu đặt niềm tin hơn thế nữa. Tài ngoại giao của tuổi Canh Tuất sẽ giúp cho công việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển, vươn xa. Tuổi Canh Tuất và tuổi Tuất, khi là đối tác kinh doanh, hai người tuổi Tuất sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể làm ăn chân chính. Bởi người tuổi Canh Tuất phân biệt rất rõ chuyện phải trái, họ sẽ chọn cho mình công việc liên quan đến chính trị, môi trường hoặc một số lĩnh vực khác mà họ tin là họ sẽ đảm nhiệm tốt. Họ có khả năng giao tiếp tốt tại nơi làm việc, bởi vậy nên khách hàng luôn tìm tới. Đôi khi họ dò đoán một chút nhưng có thể bị thuyết phục. Tuổi Canh Tuất và tuổi Hợi, nếu hai con giáp này là đối tác làm ăn, tuổi Canh Tuất với năng lượng dồi dào và tài ngoại giao sẽ đóng vai trò là người tiền tuyến. Tuổi Hợi chăm chỉ làm việc và làm việc có kế hoạch, sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của tuổi Canh Tuất. Tuổi Canh Tuất cũng rất chăm chỉ, đặc biệt với những công việc yêu thích tính, thích ổn định của tuổi Hợi. Và tính trung thực của tuổi Canh Tuất sẽ giúp công ty chung của họ phát triển tốt. Bởi vậy, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt trong chuyện làm ăn. Quý khán giả thân mến, cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia uy, thì chùa chiền cũng có quy tắc giới luật riêng. Bất cứ người nào muốn đến chùa lễ Phật thì phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của chùa và tuân theo nội quy, quy định. Điều này sẽ giúp các bạn tu phước. Ngược lại, nếu bạn bất kính với chư Phật, chư Bồ Tát và xúc phạm uy nghiêm của chư Phật và chư Bồ Tát, thì bạn sẽ làm tổn hại đến phước lành của chính mình. Khi vào chùa lễ Phật, nhất định không được có suy nghĩ kiểu này. Một là đòi hỏi quá nhiều và tham lam không còn nghi ngờ gì nữa. Nhiều người trong xã hội đến chùa thờ Phật với mục đích cầu một điều gì đó. Họ cho rằng mình có thể cầu nguyện thành công trước mặt Phật và Bồ Tát. Miễn là họ thành tâm thì Phật và Bồ Tát từ bi chắc chắn sẽ phù hộ cho họ, và mọi điều ước của họ sẽ thành hiện thực. Đôi khi những người này cảm thấy một điều ước thôi là chưa đủ mà tham lam cầu khấn nhiều thứ, chẳng hạn như sức khỏe tốt, sự nghiệp thành công, tài chính dồi dào. Miễn là tốt cho bản thân thì cầu nguyện lên Phật và Bồ Tát. Đây là một loại mê tín dị đoan và thiếu hiểu biết, và đó không phải là niềm tin thực sự vào Phật giáo. Hãy cẩn thận đừng tham lam khi đi chùa. Cầu khiến Phật giáo không phải là nơi trú ẩn an toàn, cũng không phải là nơi mà có thể đáp ứng những yêu cầu của chúng sanh. Khi chúng ta lễ bái Đức Phật, chúng ta không cầu xin Đức Phật và Bồ Tát giúp mình thực hiện được ước muốn, mà là hãy sám hối trước Đức Phật, học hỏi trí tuệ và từ bi từ Đức Phật và Bồ Tát, nhận ra sự giác ngộ của chính mình và thay đổi chính mình. Phật giáo dạy chúng ta rằng chúng ta nên phát nguyện lớn lao để mang lại lợi ích cho người khác và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Khi chúng ta nhìn nước trong thiên nhiên thì nước thiện có lợi cho vạn vật, mà không tranh thờ Phật, không phải là xin tiền mà là học cách sám hối, tu tâm.
chúng ta cùng nói về 6 pháp tu để giải trừ các hộ ách của Đại Thừa Phật Giáo. Đầu tiên là học cách bố thí và tích lũy công đức thông qua bố thí. Bằng cách học Phật, bạn có thể thanh lọc tâm hồn từ bi và an vui, và để trái tim bạn hòa hợp với trái tim của Đức Phật. Hơn nữa, tham là một trong những điều cấm kỵ của Phật giáo. Đức Phật cũng dạy rằng 8 nỗi khổ ở đời là những nỗi khổ không thể có được, nên chúng ta phải kiêng tham. Nếu đòi hỏi quá nhiều, chấp trước quá ích kỷ, thì chúng ta sẽ càng xa Phật, cuộc đời sẽ khổ đau hơn. Hai là đi tìm Phật mà tâm ác, lòng sân quá nhiều, giận dữ là ngọn lửa trong tâm có thể đốt cháy cả rừng công đức, là hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày. Muốn đi theo con đường Bồ Tát thì phải chịu nhục và bảo vệ chân tâm của mình. Nếu bạn có mâu thuẫn với ai đó trong cuộc sống và không biết phải làm sao mà đến gặp Đức Phật và Bồ Tát để cầu xin Đức Phật và Bồ Tát trừng phạt ai đó, thì đây chính là một sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng đối với Tam Bảo. Đạo Phật dạy người ta phải làm người thiện. Lòng hận thù vô song không phải là tích phước diệt nghiệp, mà là tạo nghiệp. Đi chùa đừng mong cầu nhờ Tam Bảo trừng phạt người mình ghét, điều này không có Phật nào ủng hộ cả. Chúng ta nên diệt trừ ngọn lửa vô minh trong tâm bằng cách lễ bái Phật và có tâm rộng lượng, bao dung như chư Phật và chư Bồ Tát. Khi chúng ta nhìn thấy Phật Di Lặc, Ngài luôn mỉm cười bụng phệ, vui vẻ và thoải mái, noi gương theo Ngài thì mới bớt sân hận được. Nếu bạn không thể buông bỏ những ám ảnh của mình và ôm hận lỗi lầm của người khác, bạn sẽ bị chính nhân quả trừng phạt và bạn sẽ là người gây ra tội ác. Ba là quá nhiều nghi ngờ. Một số người không hiểu Phật giáo và luôn hoang mang và nghi ngờ linh tinh. Họ thậm chí còn cho rằng đó là mê tín và nửa tin, nửa ngờ. Điều này cũng đúng với những người này trong cuộc sống, và rất khó để họ thiết lập niềm tin thực sự vào bất cứ điều gì. Một số tín đến chùa lễ Phật và cầu nguyện, họ chỉ đi theo đám đông và có cảm giác kính sợ tượng Phật, nhưng họ không thực sự tin vào Phật giáo, mà chỉ là những người tham gia một cách vô tình theo đám đông cho vui. Bạn không cần phải tin nhưng cũng đừng nghi ngờ, thậm chí chê bai hay vu khống Phật giáo. Bất kể chúng ta có tin vào đạo Phật hay không, trước những hình ảnh trang nghiêm của Đức Phật Bồ Tát, chúng ta đều phải lễ bái Đức Phật một cách tôn kính và thành kính nghiêm túc. Bởi vì Đức Phật tượng trưng cho lòng nhân ái, từ bi và trí tuệ, nên đó là bồ đề tối thượng mà mỗi chúng ta cần không ngừng tu tập. Khi vào chùa lễ Phật, không được có những suy nghĩ bị cấm. Khi lễ Phật trên, nói chính xác là không được có 3 loại tâm: tham, sân, si. Thờ Phật tập trung vào sự thanh tịnh nội tâm, lòng đạo đức và sự tôn trọng. Nếu không có động cơ đúng đắn thì sẽ khó đạt được lợi ích của Phật Pháp và niềm vui của Phật Pháp. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Canh Tuất sinh 1970, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.